khách VIP qua, Mina qua rồi ơi. Bạn này béo thực sự đấy. Vỗ cái mông nó phát nào. Quên, dễ thương thực sự. Lúc đầu nhìn nó cứ tưởng là nó béo lông cơ, nhưng không, nó béo thật. Trời ơi. Đi vào con. Thích thật đấy, yêu nhà mình trong tốt thật sự. Yêu quá. Bạn cái lỗ tai nó em vệ sinh kỹ nha. Nghĩa là vệ sinh lỗ tai. Bạn này bao nhiêu cân anh hả? 40 cân. Mày hất kia mà mày 40 cân là mày hơi mày gọi là quá, gọi là quá tiêu chuẩn nhá. Cái dáng này. Em coi chân nào bị nóng ấy, chắc là. Tao thích cái mông của nó. Tao rất là thích cái mông của nó. Vô đi nha. Nhìn cái thân của nó thích thật sự đấy. Ở nhà ăn nhiều lắm nuôi này. Nhìn cái mông ghét thật đấy. Yêu quá. Nó như một cái con lợn ấy, không giống một con husky. Rồi. Nó dẫn vào. Đi vào rồi con. Đây. Mina đi vào. Xinh thật đấy, bạn này ghét thật. Hết hồ luôn à. 40. Đâu 44 cân nhá chứ không phải 40 cân. Lên 44 mà em. Số em đi. Chết rồi, lên 4 cân nữa rồi. 44. Chính lắm ấy nhỉ. Kết thật. Sở thích lắm ấy. Mina cho cô vỗ mông cái nhá, khiếp eo ấy. Nhìn cái mông này không thể nào không vỗ được con ạ. Đi đi vô con. Vô vô Mina. 44 cân. Chú. Đi vào đi con. Rồi nha. Cầm con này đi. Con này đi. Đi vào đi. Đi vào ha. Trời ơi. Trời ơi, trời nó mập là mập lắm. 44 cân thôi. Trời ơi, nó béo. Nó béo đi đâu, hai người bê nổ nó lên trên cái bàn này luôn. Nào bé gì? Đấy, hai chàng lưỡng. Ôi trời ơi. Rồi năm đấy. Ăn xuống rồi đấy. Năm đấy Mina.
Trời đất ơi.